Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đập tan mọi âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là trách nhiệm, tình cảm của mỗi chúng ta. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Nguyên Hà, giảng viên Học viện Quốc phòng. Trả lời cho câu hỏi giản đơn, gọi tay sai của giặc là gì? Đông đảo anh chị em, trong đó có Nguyên Hà, đã có nhiều bài nói, bài viết với chủ đề giữ nguyên từ nguyện trong ghi chép lịch sử dân tộc giai đoạn 1954-1975, từ nhiều cách tiếp cận khác nhau với đầy đủ luận cứ khoa học từ lý luận đến thực tiễn lịch sử, đã có rất nhiều bài chứng minh việc giữ nguyên từ nguyện là một sự tất yếu cần thiết không chỉ vì sự thật lịch sử mà còn vì hiện tại và tương lai phát triển của dân tộc chúng ta. Hôm nay, xin tiếp cận thêm một góc độ rất giản đơn như là cửa miệng của người dân, đó là gọi tay sai của giặc là gì. Thưa bà con, trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, người đã viết, còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Như vậy, Hồ Chí Minh đã gọi giặc Mỹ vì khi đó Hoa Kỳ đã xâm lược Việt Nam để phục vụ mục đích xâm lược. Hoa Kỳ đã lập nên cái thực thể chính trị ở miền Nam làm công cụ tay sai mà chúng gắn cho cái mác là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đơn giản là vậy, vì nó rõ như ban ngày, thế thì xin hỏi những người bảo vệ cho việc bỏ từ nguyện trong ghi chép lịch sử dân tộc gọi là công cụ của giặc là gì? Có phải đó là tay sai của giặc mà nhân dân ta nói giản đơn cửa miệng là ngụy không? Đến đây, xin có lời khuyên đối với những ai không muốn bị người dân gọi là ngụy, tất nhiên lịch sử vẫn phải ghi đó là mặc định, thì hãy từ bỏ tư tưởng và hành động làm giặc hoặc làm tay sai cho giặc chống lại tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa đi, vì nhân dân ta vẫn giàu lòng nhân nghĩa, đó là một trong những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc ta.